Chào các bạn nha, bữa nay tới ngày thăm bảy ở phía đây à. Hôm qua mình đi thăm được hai con á. Bữa nay đi thăm ở khu nhà quan này nè, khu trong bảy của mình. Đó. Nhỏ đi trước á. Tại khu vực này là thường có hoa hành á. Bữa nay làm công chuyện tới chiều mới rồi. Giờ này 5 giờ rồi. Có không? Rút ra luôn. Chờ luôn á. Hết hàm tướng ơi. Thấy con chuột nữa luôn. Ủa, đâu này hả? Này. Hợp vô luôn nha. Như hả? À. Có ngà nữa, thấy cái bảy lăn như sao ta? Dễ gì lăn. Lăn chắc ở chăn á. Tất cả tiếp theo nha mấy bạn. Đây là tức. Lúa vô thử hai. Ê, có cức kìa. Có cức. Không hả? Có cức là có hy vọng. Có cức mà. Bự không? Vậy, đem cái túi lưới ra đi tức. Bắt ra luôn. Cái này có còn nào không đó đâu, để nhẹ hết rồi. Okay. Để bắt ra cho hấp dẫn này. Thằng bạn ở trên YouTube nó nó kêu nó bắt ra cho hấp dẫn. Thì bắt ra. Làm gì chứ? Chuột nha. Nó mình bắt ra mình cũng đem bẫy về. Ra làm giải trí thôi. Vui. Dạ, giải trí vui thôi. Ý. Được đấy. Như mình lúc đó luôn, nó ăn ngồi. Ừ. Đúng là cái quần này luôn, ngồi bắt gắn. Nhỏ mà không có bự đâu. Chậm. Hay là ăn cái chắc. Ủa chuột ra. Chưa. Cái gì? Ốm nhôm. Nhắn này dính lâu rồi mà. Muốn tiêu chuột rồi. Cái xác nó tiêu chuột này. Trời, này dính lâu rồi, hai đứa còn yên nguyên luôn, không chết sót. Có chuyện nha, có chuyện nha. Bò ra là no á. Cái nay chờ đi, nay đi trễ quá. Nay đi năm mấy rồi. Nó chuột. Nếu này dính nhiều thì mơ đi bán kiếm gắn, cái lần kiếm chuột. Không vậy, không mua chuột luôn. Rồi, đừng qua hen. Gặp ngay con chuột con đào. Được ba con. Ba con hả? Đừng qua của mày luôn, bắt được ba con. Này nhá, gồm 7 nhiều người, đừng có chết chuột á. Chết chuột hoài, hết hy vọng. Đi qua bển cái kìa, tấn đi qua bển chứ, từ rửa tay tấn. Đi đường có đường mòn đi qua đó. Hay nào tới cái đó mình qua kế tiếp mình quay cho các bạn xem. Đường khó đi nó cong. Như cái clip chuyển qua nữa. Khó đi nó rung lắc. Coi chóng mặt chết luôn. Tới chỗ tiếp theo mấy bạn. Làm đi tấn. Có bịt lỗ chưa? Dạ nặng nặng gì coi. Chỗ nó nặng sẵn đó là nặng thiệt là nặng đấy có nha. Chắc không dính. Chỗ đó im gì mà tới giờ không dính là không dính. Dính gắn gì đó. Chết rồi hả? Hết. Vậy một gắn nhét một lúa cho bằng được chứ. Bộ hổ nó nhớ tao bỏ một chục bự mà ta. Tao chết được hay vậy trời. Không nghi à. Chết rồi. Không thấy nó cử động hay gì. Quên để vô đi. Bỏ vô tức. Rồi nó không khúi. Nó khúi cái này nó không đẻ luôn. Cái tiếp theo mấy mày. Cái này là rồi tính con hàng rồi đó. Không gà sao không dính. Rồi phát lương nữa, thấy chuột chả bá lửa luôn. Nuôi anh chủ mềm luôn. Lỗ nó tưng ơi.
Ủa, tính thăm cái đó luôn á. Thăm đi. Con á? Con chuột thấy con chuột giận. Thêm. Thì cái tiếp theo nha mấy bạn. Đi hơn coi. Thấy nó quậy trong đây nó bóng lưỡng luôn kìa. Kìa thấy con chuột luôn kìa. Nó ơi. Trong à. Con nào? Còn ổ ong ở trong cái sách còn. Chắc tiếng sau đem dao làm đem cái đi thuốc chứ cái kéo theo hốt luôn. Ê, Tướng ơi. À, chưa chưa tới cũng. Qua bển thăm cho. Ha. Hay là qua bển nha. Khó đi lắm. Nghe hiểu không vậy trời. Dính này. Ây da, dính không hành mấy bạn. Nhỏ à. Cái gì? Bỏ vô đi. Cái gì? Này dính hơi lâu á. Sao biết? Mắc con chuột á. Con thấy ờ 6 ngày gì rồi. 5 6 ngày rồi. 7 ngày. Cái kia 8 cái kia 7 qua ngày sau 5 cái này là 8 rồi. 6 ngày. Qua đi nào là 7. Ờ dính chắc. Ăn chuột nó ỉa rồi luôn. Con này im quá, sao cái này không có ta. Chuột con. Còn con nó một lúa, ổ lấy nó rồi. Rồi lỡ qua Tướng ơi. Xích đắng lỡ quá. Chợ tiếp theo nha mấy bạn. Chợ này bò hổm dính hổ hành á. Chợ mấy bự lùng mà. Không dính à. Còn cái sao hè nữa. Không đi. Nặng không? Thế nào? Mày để lại vô sổ ra. Thôi chuột nó mập kìa trời. Tùng. Cắn cho bao. Vậy cái bao kìa. Nó cắn còn gì manh giáp đâu. Ừ cộng không lọc. Cắn banh chơi rồi như không chịu nổi. Tính lại đại. Nói giác gì. Chậu cái thêm mấy bạn. Cái gì? Chuột cũng nguyên. Lúa Tướng. Trong này nó không hành chứ.
ta ra tới rồi, mình tắt video một chút. Tới đây nha. Chó nữa, chó sữa quá, không quay được. Cũng không có dính nữa. Này không dính luôn, không ra lại lương luôn. Thì gầu quá. Đứng ngay. Mới gắn rít gì chưa. Cái cá cho bụi tre như thế này. Rồi như này không có rồi đó. Mấy chuột còn không? Còn chuột. Thằng nhỏ đang thăm ở đằng cái nhà quan nữa. Đó đó. Có không? Cái nhà nó bị sập. Ngọt cái chị à. Không có. Thôi vậy còn cái cuối cùng nha mấy bạn. Cái một nữa. Cái đó không dính đâu. À không kệ, giờ gắn ở khu vực này hết có à. Nên nó còn nhiều như lúc trước để quay cho mấy bạn xem nữa. Mấy bạn xem giải trí. Rồi nha. Chứ mình giờ đâu có chưa có quằn được chỗ mới để đi đặt. Chưa có im nữa. Với bạn làm công chuyện nhà lắm hết trơn. Nên không có rảnh để đi quằn nữa. Bữa nào mình quằn kiếm chỗ mới, chỗ nào im im mình đi mình đặt cho quay cho mấy bạn xem. Với vài bữa đó mình làm clip đi đặt cá bóng dừa. Cá bóng á, đặt xà di á. Bị bay tặc lấy hả? Dưới đây hả? Cuốn rồi mà. Mà không cuốn rồi, tưởng cái thằng cái nền mà bị tặc nó chứ. Xin đây còn cái nữa hết nè. Các bạn xem nhớ đăng ký kênh giùm mình nha. Với ủng hộ mình về bữa nữa mình gắn mình quần khu vực mới để mình đặt mình quay cho mấy bạn xem. Hết gắn luôn. Cái khu vực này hết gắn rồi. Bây giờ bữa mình sẽ đặt làm một cái clip đặt cá bóng dừa nha. Là đặt xà di á. Nướng ăn luôn. Rồi mình quay cho mấy bạn xem. Vui thì thôi. Đâu là cái xích đây. Cái này còn không? Dính con vậy. Dính con cái nở mặt nó mày ơi. Giờ này gần nè. Gần 6 giờ vậy. Ôi không hành, phải không? Nói gì? Hơi bị lúa. Chắc chết cái gì vậy? Gắn chuột chết cái gì. Có ổn gì không? Dính nè, dính cái gì nó nặng dữ vậy ta. Thôi. Ngộ vậy. Không có dính. Lúa. Chuột chết cái hồi nào. Ôi, đi hết đi hết hết clip nha mấy bạn. Về nhà con này đi nhà bắt ra nữa. Vậy mình đặt mình thăm được có 2 con. Với chung qua thăm 2 con đó là 4 con. Đủ quá đúng không? Đằng này có 4 con. Nhỏ nó cũng mệt lắm mày. Chào mọi người đi nhỏ. Chào mọi người nha. Mệt. Nhớ đăng ký kênh đi. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ tôi nha, cho mình nha. Chúc mấy bạn năm nói clip nói giờ ngớ miệng ra giờ hết đừng nói gì luôn rồi. Chúc mấy bạn gặp nhiều may mắn nha. Bye.